Mời mọi người ghé qua nhà hàng Sao Mai Restaurant để thưởng thức món bún mắm cá bông lao. Tô bún mắm có đầy đủ heo quay, tôm mực, chả cá nhồi ớt, cà tím. Hương vị mắm đậm đà ăn kèm với dĩa rau sống tươi xanh. Kế tiếp là món phá lấu quận 4, nước dùng sền sệt với độ mặn ngọt hài hòa. Chấm miếng bánh mì giòn thơm rồi kèm theo miếng lòng bò sần sật dai dai. Quý khách còn có thể gọi món khác như bún riêu, canh bún, bánh canh cua, bún bò, mì xào, lẩu mắm. Địa điểm 7681 Westminster, thành phố Westminster, giữa đường Beach và Hoover trong khu trà sữa Đinh Chi. Điện thoại 714-248-9822.